Alo, bữa nay là ngày gì anh này? Hôm nay năm năm anh bị bệnh. Giờ này anh đang lái xe về. Lái xe nào chưa chưa chút nữa. Đang làm như vậy. Nên là tối nay 10 giờ tối tới nhà em nói em nhức chân á. Xong em thấy em khó chịu á nên đi đi bắt Bệnh đi viện. đi, đi gọi cái nurse trước, gọi gọi cứ cần đi không, nó nói ừ đi đi nên là đi á, nên là tới đó nên đã serious, nên ngày mai em đáng không được, trong một ngày nữa đi không được nữa, hai ngày đi không được nữa, Ok. buồn. Ăn gì? Ăn đồ Anh đồ có gì ăn cũ không? hả? Anh có gì ăn không? TV Nhà bà coi. Trời Hey, why is there a monkey stuck on me? ơi. Why is there a monkey stuck on me? Stinky breath. You eat candy or something? You didn't brush your teeth? Ooh. Brush your teeth, young lady. Yes, you need to brush your teeth so they don't fall out. She want you to brush her teeth. I got you a new tablet. That's a strap you can wear as a, like a purse. Wear across your body. No, that's the hang on the extra. You can wrap it around it, but it's too short. Oh. Put it in the car. Yeah, I'll put it in the car. Or wrap it in the... Cầm lên cho má mày coi đây. Or wrap it in the side chair. Yeah. I got an appointment to cut my skin tag on my neck. Really? Oh, are you Hello cả nhà, Hayley xin chào cả nhà thân yêu của Hayley. Xin chào ông bà cô chú, anh chị em và các cháu. Thì hôm nay là đúng 5 năm. 5 năm là ngày gì? Thì đầu video cả nhà cũng có nghe chồng Hayley tâm sự rồi đúng không nè? Đó, thì không, Hayley không có dám dùng cái từ kỷ niệm 5 năm, mà Hayley chỉ nói là hôm nay đúng là 5 năm. Ngày Hayley nhập viện và sau đó cuộc đời của Hayley nó như thế này đây. Thì thường thường á, thì cái ngày này á, là một cái ngày buồn, nó phải là một cái kỷ niệm vui. Nhưng mà Hayley cũng muốn làm một cái video để gọi là mình đếm. Thì cũng nhớ lại là lúc mà mới nhập viện ở cái nhà, bác sĩ nói là 6 tháng là đã thấy dài đằng đẵng rồi. Cứ nghĩ là cuộc đời mình liệt 6 tháng là nó dài như thế nào, nghĩ là nửa năm mà đâu có đâu, nửa năm mà trời ơi. Cái sau đó cũng chấp nhận đi, nó ok, chắc thời gian cũng sẽ qua mau, cũng bắt đầu học chấp nhận. Cả nhà thấy Hailey, nói Hailey mạnh mẽ nhưng mà không phải mạnh mẽ như cả nhà mong, cả nhà tưởng tượng đâu. Hailey cũng phải trải qua rất là nhiều sóng gió để mà có được ngày hôm nay. Mới đầu là sốc dữ dội lắm, cái nhà sốc đến nỗi mà mình bị câm luôn á, mình không có nói nên lời luôn á, là sốc cỡ đó lắm, giống như là người thực vật vậy á. Thì ok, hai chồng nằm, chồng Hailey thì tối ngày cứ khuyên bên tai Hailey, nó là nó sẽ nhanh này kia nọ, thì Hailey cũng chấp nhận. Ok, 6 tháng cũng đâu còn lựa chọn nữa đâu. Xong cái bác sĩ vô thông báo chắc cái bệnh này chung cũng cỡ 9 tháng mới đi được. Bắt đầu khóc, 9 tháng là anh ơi, 9 tháng rất là dài luôn á. Cái chồng Hailey mới khuyên, nói thôi em ơi, 9 tháng rồi, còn có 3 tháng nữa là cái gì, 6 tháng mà mình cộng thêm 3 tháng nữa là đâu có nhiêu đâu. Thôi em gán nha em. Ok, 9 tháng rồi coi như là giống như là mình, tại vì mình có thai 9 tháng. Đó là một cái tin vui. Nhưng mà một cái tin vui đối với mình nó cũng dài lắm rồi. Còn này 9 tháng mà nằm trên giường mà đi không được. Mà ống lúc đó ống ở đây, ống đây, ống đây, rồi ống ở dưới hai ống nữa, rồi không nói chuyện được nữa. Rồi ăn mỗi ngày bằng cái ống bột á, không biết ngán là gì luôn, là tại vì bột nó cái chuyện như họng hoài, mà mình thì mình thèm đồ ăn, mình muốn được ăn nhưng mà ăn không được,
mà bột thì cái chuyện như hoài đó, mình cũng không biết là mình no hay là mình đói nữa, mình cứ vậy như người thực vật mỗi ngày trong bệnh viện cả nhà. Ok, bây giờ chấp nhận luôn, mình cũng đâu có quyền lựa chọn nữa đâu, mình cũng đã liệt rồi. Thôi 6 tháng mà, cộng thêm 3 tháng nữa đâu có sao đâu. Mà bác sĩ bên Mỹ mà phán, mình tưởng là bác sĩ giỏi mà phán là đâu là chúng đó đúng không? Thì mình cũng khuyên bản thân mình, thôi 9 tháng ok. Sau đó bác sĩ trở lại nói, bây giờ tìm ra bệnh rồi, và không biết cái này. Tại mất đầu họ cứ tưởng là Hailey bị Guillain-Barré, thường thường 6 tháng là họ đi được, đứng được. Còn Hailey thì nó chỉ là một trong cái bệnh đó, nhưng mà không phải chính xác là nó. Đó thì coi như trời quyết định đi. Nếu như mà rơi một là được thì coi như mình được tập đi tập đứng lại được. Còn nếu như không thì cũng xin lỗi nha, cũng không còn cách gì nữa hết. Đó. Rồi. Lúc đó là không khóc nữa. Tại vì bị đơ rồi đâu có con gì nữa đâu khóc. Giống như là tá hỏa tâm tinh rồi đâu có biết những đâu khóc. Thì đó cả nhà, thì hôm nay đó. Thì họ cũng khuyên chắc cũng nhanh mà, năm rưỡi. Rồi đó cả nhà, quất luôn tới giờ 5 năm chưa đứng được luôn. Nhưng mà coi như lại những cái từng cái video họ mấy năm vừa rồi á, thì Hailey có improve được, có tiến triển được. Nhưng mà kể cho cả nhà nghe là mỗi ngày mà có ai tới Hailey mà có hỏi là hôm nay em khỏe không, thật sự ra Hailey cũng muốn trả lời câu khỏe nhưng mà nó không có thật với lòng mình. Tại vì Hailey chỉ khỏe được buổi sáng, buổi hơi cho trưa thôi. Bắt đầu từ xế chiều cho tới tối là bắt đầu Hailey bị giật, bị bệnh nó hành hạ Hailey. Cho nên nó thường thường chồng Hailey á, chút nữa anh đi ra, đi làm xong ra về là thường thường là Hailey không ra đường được nữa. Hailey nằm ở trong phòng và hai cha con đi tới tối thì đem đồ ăn về cho Hailey ăn vậy đó. Thì muốn đi là tranh thủ, giống như hơi trưa trưa hay là sáng thì đi, ok. Còn bữa nào mà cần Hailey ra đường dữ lắm thì cố gắng Hailey cắn răng chịu đựng rồi bước ra đường thôi. Chứ thật sự ra người Hailey nó rất là đau và chỉ muốn nằm ôm trong cái mền điện mà thôi. Mền điện nóng á, để nó càng nóng á, nó làm cho cơ thể có Hailey quên đi cái nỗi đau á. Giống như giờ cái lưng Hailey đau á, Hailey phải quấn mền điện cả nhà. Nó thì hôm nay Hailey cũng không muốn gửi đến một cái video buồn hay gì hết cả nhà. Chỉ là một cái video để tâm sự là hôm nay là một cái ngày 5 năm để đáng ghi nhớ. Và không biết 5 năm này đến bao giờ Hailey mới có thể trở lại được bình thường. Bác sĩ nói là không có được 100% mà có đấy chắc chắn rồi đó. Nhưng mà chăm nào thì đỡ chăm đó cả nhà ơi. Con Hailey bây giờ sắp đi học, vào tháng 8 đi học rồi. Vì vấn đề là không biết làm sao mà đưa vào rước. Vấn đề mà đi school bus, đi xe bus trường học là Hailey không có an tâm. Mà nó chồng Hailey cũng không an tâm luôn. Như là một cái nơi mà Hailey ở là nó không có an ninh nữa. Cho nên bây giờ Hailey chỉ cầu nguyện mỗi ngày. Cầu mỗi ngày làm sao mà trong vòng tới tháng 8 Hailey đi bằng cây gậy thôi cũng được nữa. Hailey có thể lết ra được chiếc xe của Hailey, Hailey sẽ gắng cố gắng để mà chạy xe mà chở con Hailey đi học. Hailey cũng mãn nguyện nữa. Chỉ cần được cầm cây gậy mà lết ra tới xe được thôi, Hailey chỉ ước được vậy thôi là Hailey vui rồi. Đó, bây giờ buồn là vậy đó cả nhà. Không biết còn có mấy tháng nữa, không biết làm sao mà gỡ nữa. Cái này là một cái bài toán khó gỡ. Đang nói đến mà Hailey cực kỳ nhức đầu, đau đầu luôn cả nhà. Thôi thì không biết cuộc đời sẽ đi về đâu. Đây không phải là một cái cuốn video tiêu cực nha cả nhà. Cả nhà đừng có suy nghĩ là Hailey đang suy nghĩ về một cái hướng tiêu cực. Vẫn còn tích cực nha, vẫn còn vui vẻ, chỉ là những cái lời tâm sự, những cái gì suy nghĩ thôi thì nói ra tâm sự.
Tại đâu có ai đâu tâm sự, chỉ có cả nhà tâm sự nói chuyện cả nhà thôi đúng không nè. Đó thì đừng có lo cho Hailey nha, Hailey vẫn ok, không sao hết. Với lại dạo này ông bà cô chú anh chị hay nói là Hailey ốm á, thì Hailey suy nghĩ chắc Hailey cũng có ốm thiệt á, nhưng mà tại vì không biết lý do tại sao nữa cả nhà, con không biết nữa, hay là tại vì một ngày Hailey ăn có một buổi hay là sao ta, Hailey cũng không biết nữa. Nhưng mà thật sự Hailey chán ăn rồi cả nhà, tại vì á cả nhà nó Hailey cứ ăn, cố gắng ăn cho khỏe, nhưng mà Hailey càng ăn á lại là càng cực cho chồng Hailey, tại vì Hailey càng ăn nhiều Hailey càng đi đi miết rồi đi tới sáng cũng được nữa cả nhà. Đi mà con người Hailey mệt mỏi mà đi mảnh rỗ mà còn xanh xao tái mét luôn cả nhà, cho nên ăn cái kiểu đó đâu có còn ham muốn gì đâu mà ăn, ăn nó không có vô cơ thể mình, nó không có hấp thụ mà nó chỉ làm cho mình kiệt sức nhưng mà mình càng đi nhiều thôi á, cho nên Hailey dạo này chán ăn, nó ăn ngày có một buổi á nói, cho nên đó là lý do tại sao mà ông bà cô chú anh chị nói phải tại sao dạo này Hailey hơi ốm lại vậy. Hailey suy nghĩ chắc cũng vậy á thôi, nhưng mà nói gì đi nữa chắc Hailey cũng phải tìm cách làm sao để cho mình tăng cân lại mới được. Cảm ơn cả nhà luôn được theo dõi kênh của Hailey và lúc nào cũng ủng hộ Hailey. Hailey rất là thương, rất là thương, rất là thương, rất là cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn á, không biết bao nhiêu là cảm ơn mới trải hết được lòng của Hailey. Tại vì kênh Hailey chỉ có như thế thôi mà cả nhà cũng gán nán lại để mà nghe Hailey tâm sự, điều đó rất là quý luôn á. Hailey nói đây là sự thật á, thương cả nhà rất là nhiều luôn, chúc là lúc nào cũng chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Bye, I love you all. Bye bye, I love you all. Ok, bây giờ đang tháo cái cả nhà biết không, tới đây đó, chị tên gì ạ? Chị tên gì ạ? Đâu có ngoài chị đâu. Tên Nguyên hả? Tên gì ạ? Tên Nguyên. Nguyên hả? Chị Nguyên nhận ra em ở trong show của chị Thúy Nga liền luôn á, còn hay ghê luôn á, còn nhớ mặt hay ghê luôn Nãy mới bước xe vô là mới bước vô nhìn à, chị cũng vậy hả? Hồi nãy là search trên Google là định đi tiệm nail khác á, nhưng mà em nhớ trong mall này có tiệm nail rất là hoành tráng luôn á, nhìn là quay quay xung quanh anh quá trời đẹp luôn, nó thôi đi vô đây đi, có đây nhiều người làm quá, nhưng mà cái cách xe đó rất là phong cách, nó đẹp quá, nhìn nó sang trọng. Ở bên Cali làm gì có tiệm như vậy nha, tại vì đắt đỏ nên nó nhìn nó đơn giản lắm. Ê Huệ, lấy ra nha Huệ. Lấy ra đi rồi cho nó lành, rồi mai mốt mà làm món khác. Cái này làm ở Houston, bạn ở Houston á, nó làm cho em và mới đi qua đây. Đi xuống xuống mình ra sao đi. Dạ em đi qua Hilton xong rồi em qua đây. Lái xe hay là lái xe đi có mấy ngày luôn. Houston qua đây thì có 8 tiếng hết á. Nha, nhưng mà từ Cali qua đi qua Arizona nè. Dạ. Dạ. Lái xe đúng rồi. Dạ đúng. Đi xe hả? Dạ đi xe. Về tiền mà chạy thẳng về Cali là 30 mấy bơ rồi. Em cũng không biết nó, tại vì bệnh em chỉ đi được rồi mát thêm 8 tiếng là ngủ lần, cho nên đi nó lâu lắm rồi. Dạ, cứ 8 tiếng thôi phải ngủ lần. Đi lắm gì mà cực quá à, mỗi lần lấy rồi phải lấy một phần hết luôn á. Yeah. Nếu biết vậy là đừng có kêu gắn dữ gì. Nhiều quá. Dạ. Nó gắn quá trời. Công phu nó chưa gắn công phu nha. Cả nhà Hailey mới làm xong, làm lấy cái bộ móng tay kia ra và làm lại màu đen. Hồi nhỏ tới lớn thích màu đen nhưng mà chưa bao giờ được làm màu đen. Đó. Hả? Xay nha, xay vừa thôi, vừa thôi. Đi đi. Đi đi. Small.
chồng Hailey đang mua boba tea cho Hailey để uống thuốc. Trễ rồi, 6 giờ rưỡi rồi, gần 7 giờ rồi. Đây là cái food court của cái mall ở Pensacola. Food court của nó thì rộng lớn nhưng mà không có nhiều đồ ăn. Thấy mình nghĩ vậy. Nó có cái này Philly steak Chick-fil-A ở đây luôn. Vào ở đó là nhà vệ sinh 3D eat Saku Japan rồi Sobro. Vậy thôi, ở đây là nhìn thấy dễ thương không ha? Thấy Ly thấy đơn giản nhưng mà lại dễ thương nè. Bây giờ lại móc lại cột lại nè. Dễ làm công việc nè. Ham mấy cái kia đẹp chỉ là biết chân thôi chứ khó làm việc lắm. Yeah, this is very low signal. Can I have your drink? Can I see your drink? Huh? Can I see your drink, con? Look yummy, huh? Ngon. Chồng thấy Ly uống trong vòng một nốt nhạc là hết nguyên ly. Đây là nước của Hailey này, dễ thương ha cả nhà. À, đây là trà đen và boba với lại trà đen boba với lại như nè, red bean đậu đỏ, Hailey đậu đỏ. Yeah, mắm sâu rồi con. À, lấy cái móng giả ra với lại sơn treo luôn là $35, hay thì tip luôn là $50 chẳng chứ không? Hồi nãy sao con không chịu sơn? I changed my mind. Okay. Mom, can you take me tomorrow? Okay, take you tomorrow. Okay. Cái này nha cả nhà. Cái ông chủ này ông rất là hà tiện. Thấp mình như cả nhà. Mình nó uống nước phải hút 2-3 lần nó mới lên được có 2-3 hộp mà thiệt đó, phải không anh? Nguyên một ly có mấy hộp thế này không có, nó giỡn đâu. Nguyên một ly có nhiều hộp thôi mà hút mấy lần mới có được vài hộp lên. Còn mấy cái chỗ khác hồi đó giờ hình thấy Ly á uống bồ bà từ nhỏ đến lớn luôn á. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời kinh nghiệm á, hút 3-4 lần mới được có vài hộp thấp mình. Còn mấy cái kia mình hút là có, ngộ ghê luôn. Ông này ổng người Nhật hay người Tàu cũng là tiện dưới trời. Nó thì đây là một cái clip là Tàu hả? Nhìn ổng giống Nhật á anh ơi. Đây là một cái clip là giống như là kỷ niệm là boba các loại topping vậy thôi, không có gì đặc biệt hết.